Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới phiên hôm qua đã tăng cầm chừng khi thị trường chờ đợi thông tin kết quả cuộc họp của Fed. Giá kim loại quý tiếp tục tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư vẫn lớn sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Hai trên các thị trường chứng khoán toàn cầu. Thị trường chứng khoán thế giới vừa trải qua hai phiên chao đảo giảm mạnh với nỗi lo sợ hãi một tập đoàn bất động sản lớn thứ hai của Trung Quốc đứng trước bờ vực phá sản. Giá vàng còn được hỗ trợ khi đồng đô la Mỹ suy giảm nhẹ sau khi đã chạm mức đỉnh gần 2 tháng trong phiên trước đó. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ cũng đã đạt mức 1,33% một năm. Bên cạnh đó, thông tin dự báo nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã giúp cho các nhà đầu tư thận trọng khi đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu mà chuyển dòng tiền sang đầu cơ vàng. Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát và sự mất giá tiền tệ có thể gây ra bởi việc áp lực các biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn. Một động thái cứng rắn hơn về chính sách của Fed sẽ làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý, trong khi một đợt tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc sở hữu vàng. Giá vàng đã ghi nhận ngày tăng thứ ba liên tiếp trong phiên giao dịch ngày hôm qua, sau khi phục hồi từ đáy hơn một tháng vào đầu tuần, nhờ nhu cầu đối với tài sản an toàn gia tăng khi các khoản nợ của tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc dẫn tới việc bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Fed có thể sẽ đưa ra triển vọng về thời điểm và số lần nền kinh tế cần nâng lãi suất trong 3 năm tới. Và tại thị trường trong nước, giá vàng nối tiếp đà tăng theo biến động của thị trường vàng thế giới và đã vượt xa trên mốc 57 triệu đồng một lượng trong bối cảnh thị trường còn trầm lắng và sức mua yếu do dịch Covid-19. Biên độ chênh lệch giá vàng miếng SJC trong nước và thế giới tiếp tục được giãn rộng lên gần 8 triệu đồng một lượng. Hiện, các doanh nghiệp niêm yết giá vàng SJC phổ biến ở quanh mức 56 triệu 500 nghìn đồng lượng mua vào, bán ra 57 triệu 150 nghìn đồng lượng. Tương tự, giá vàng PNG tại thị trường Hà Nội cũng được giao dịch ở mức 56 triệu 700 nghìn đồng lượng mua vào, 57 triệu 600 nghìn đồng lượng bán ra. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tiếp tục giữ ở mức cao là 900 nghìn đồng lượng. Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giao dịch giá vàng trang sức, vàng nhẫn ở quanh mức 50 triệu 550 đồng lượng mua vào, bán ra 51 triệu 450 đồng lượng. Biên độ chênh lệch cũng ở mức cao là 900 đồng lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng trong nước và thế giới. Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, đây là giá vàng thế giới vào rạng sáng nay, thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021. Và đây là chỉ số đồng đô la Mỹ. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 150 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC 650 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 400 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56 triệu 700 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 800 cho đến 1 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 550 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56 triệu 700 nghìn đồng một lượng,
bán ra 57 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG khoảng 900 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Phú Quý, SJC mua vào 56 triệu 800 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG SJC mua vào 56 triệu 550 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG một lượng mua vào 50 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 51 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 56 triệu 750 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 56 triệu 700 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 56 triệu 480 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Tại Huế mua vào 56 triệu 470 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 180 nghìn đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Tại miền Tây mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 56 triệu 480 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56 triệu 520 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng bố số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ mua vào 50 triệu 550 nghìn đồng một lượng, bán ra 51 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang mẫu số 9 mua vào 50 triệu 150 đồng lượng, bán ra 51 triệu 150 đồng lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 49 triệu 344 nghìn đồng lượng, bán ra 50 triệu 644 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 36 triệu 516 nghìn đồng lượng, bán ra 38 triệu 516 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 27 triệu 973 nghìn đồng lượng, bán ra 29 triệu 973 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19 triệu 482 nghìn đồng lượng, bán ra 21 triệu 482 nghìn đồng lượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021. Mình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên là bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.